Nếu ma túy là một vật thể có hình, có khối hiện ra trước mắt tôi, thì tôi quyết băm nó ra hàng trăm nghìn mảnh. Đó là tâm sự của ông Lê Trung Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý và Hỗ trợ cho Người nghiện ma túy PST, khẳng định trong buổi giao lưu tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Hà Nam ngày 9 tháng 6 vừa qua. Có lẽ hiếm có buổi giao lưu nào lại cảm động đến như vậy. Người chia sẻ là người có những năm tháng sống với ma túy dưới bùn đen và dưới đáy của xã hội. Hơn ai hết, ông hiểu sự nguy hiểm của ma túy và những hệ lụy chết người của nó tới từng gia đình và toàn xã hội. Và những học viên ngồi tại đây như quá khứ để ông cố gắng giúp họ vượt qua. Tại buổi giao lưu, ông Lê Trung Tuấn đã chia sẻ những kinh nghiệm của chính mình trong quá trình đoạn tuyệt với ma túy, con đường tái hòa nhập với cộng đồng sau khi ra khỏi trung tâm cai nghiện để trở thành một doanh nhân thành đạt, mở doanh nghiệp hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho những người nghiện ma túy. Cũng trong buổi chia sẻ này, ông Lê Trung Tuấn, giám đốc PSD khẳng định, nghiện ma túy là một căn bệnh mãn tính không thể chữa ngày một ngày hai. Các bạn hãy biến ma túy từ đam mê thành thù hận. PSD sẽ song hành và ở bên các bạn, và sau khi các bạn bước chân ra khỏi đây để hòa nhập với cộng đồng. Chính những chia sẻ này đã tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho hơn 300 học viên quyết tâm cai nghiện thành công.